Chào mừng các bạn đến với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, nhắc đến Nguyễn Bình Khiêm, hẳn ai cũng nghĩ ngay đến ông là một nhà thơ. Nhưng không phải ai cũng biết, Nguyễn Bình Khiêm còn được coi là nhà tiên tri số 1 Việt Nam. Sở dĩ, ông được gọi là nhà tiên tri số 1 Việt Nam vì ông ra đi và để lại cho hậu thế khoảng 487 câu sấm ký, được nhân dân gọi là sấm Trạng Trình. Và không ít trong số những câu sấm đó đã trở thành sự thật ở Việt Nam và trên thế giới. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về những câu sấm truyền của Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm, nhà tiên tri số 1 Việt Nam. Phần 1. Nguyễn Bình Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585. Tên thật là Nguyễn Văn Đạt, tự là Hạnh Phủ, hiệu là Bạch Vân Am Cư Sĩ. Ông được các môn sinh tôn là Tuyết Giang Phu Tử. Nguyễn Bình Khiêm là người có ảnh hưởng rất lớn ở thế kỷ thứ 16. Quê ông ở làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ, Nguyễn Bình Khiêm sinh ra trong gia đình nổi tiếng học rộng. Mẹ của ông là Nhữ Thị Thục, con gái út của quan tiến sĩ thượng thư bộ hộ dưới thời Lê Thánh Tông, Nhữ Văn Lân. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Bình Khiêm đã nhận được sự giáo dục tốt. Ông được rèn luyện cả về thể lực và trí tuệ, nên ông được nhận xét là từ nhỏ đã to khỏe, thông minh khác thường. Thậm chí dù chưa đến một tuổi mà ông đã biết nói sõi. Đến khi ông 4 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm đã được mẹ dạy sách kinh, thơ nôm. Đến khi trưởng thành, ông nghe danh bảng nhãn hồi hưu sớm, đó là Lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều, thuộc Thanh Hóa ngày nay, là một người tài giỏi, nổi danh trong giới sĩ phu bấy giờ. Ông đã tìm đến tận nơi để theo học và không lâu sau, ông trở thành người học trò tốt nhất của thầy Lương Đắc Bằng và được thầy giao con trai mình cho Nguyễn Bình Khiêm dạy dỗ. Mẹ của Nguyễn Bình Khiêm được coi là bậc nữ lưu tài hoa vào bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ. Tương truyền, bà là người giỏi văn chương và tài học về lý, số. Bản thân bà cũng có thể biết trước những gì có thể xảy ra và có ước vọng là lấy chồng làm vua hoặc có con làm vua. Tuy Nguyễn Bình Khiêm rất tài giỏi, nhưng do thời cuộc bấy giờ, nhà Lê Sơ đang khủng hoảng, rối ren nên ông không ra ứng thi. Ông bỏ qua tất cả 6 kỳ thi ở thời Lê Sơ từ khi trưởng thành. Ngay cả năm 1527, khi nhà Mạc được thành lập, đất nước dần ổn định, ông cũng không ra ứng thi. Ông tiếp tục bỏ qua 2 khoa thi đầu triều Mạc. Phải đến năm 1535, dưới thời Mạc Đăng Doanh trị vì, đây là thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Mạc, ông mới quyết định đi thi. Và trong kỳ thi đó, ông đã đậu trạng nguyên. Khi đó, Nguyễn Bình Khiêm đã ngoài 40 tuổi. Trước khi đi thi khoa này, ông mới đổi tên từ Nguyễn Văn Đạt thành Nguyễn Bình Khiêm. Vì Bình Khiêm nghĩa là giữ trọn tính khiêm nhường. Sau khi đỗ trạng nguyên, Nguyễn Bình Khiêm được bổ nhiệm làm nhiều chức vụ. Ông được phong tước Trình Tuyền Hầu, sau đó được phong Trình Quốc Công, nên dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Đến năm 73 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm không ra ở hẳn kinh sư, nhưng vẫn đảm nhiệm việc triều chính. Vua Mạc khi đó coi Nguyễn Bình Khiêm như một bậc thầy, nên mỗi khi trong nước có việc quan trọng, vẫn sai sứ đến hỏi ông. Đôi khi có chuyện lớn, vua còn cho triệu ông về kinh để hỏi ý. Lịch triều hiến chương Lại Chí có viết: ông học rộng, hiểu sâu nghĩa lý, kinh dịch, mưa nắng, họa phúc, việc gì cũng biết trước. Ở thời kỳ phong kiến Việt Nam, Nguyễn Bình Khiêm là một trong số những trường hợp rất hiếm trong các văn nhân nho gia điển hình, tức là những người không phải quan tướng nắm binh quyền và chưa từng cầm quân ra trận, lại được phong tới tước công hay quốc công ngay từ lúc còn sống. Trình Quốc Công là tước phong chính thức cao nhất của Nguyễn Bình Khiêm do vua nhà Mạc ban cho khoảng gần 20 năm trước khi ông mất. Ngày 28 tháng 11 năm 1585, ông qua đời tại quê nhà, thọ 95 tuổi. Đây là tuổi thọ hiếm thấy trong thời kỳ phong kiến. Những lời tiên tri của Nguyễn Bình Khiêm.
1. Lời tiên tri cho nhà Mạc lên Cao Bằng. Thế kỷ thứ 16, nhà Lê suy yếu, khủng hoảng. Lê Uy Mục và Lê Tương Dực không còn quan tâm đến triều chính, chỉ lo ăn chơi sa đọa, khiến cho các thế lực đứng lên lật đổ, trong đó có Mạc Đăng Dung. Vào năm 1527, Mạc Đăng Dung đã tập hợp lực lượng cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc ở phía Bắc Việt Nam, sử sách gọi là Bắc Triều. Sau khi được thành lập, nhà Mạc có thi hành một số chính sách giúp đất nước bước đầu ổn định. Nhưng nhà Mạc lại bị cô lập từ hai phía. Phía Bắc, nhà Minh muốn sang xâm lược. Phía Nam thì các cựu thần nhà Lê tập hợp lực lượng chống đối. Trước tình cảnh đó, nhà Mạc lại cắt đất và thần phục nhà Minh. Điều này khiến cho nhân dân ngày càng bất mãn. Các cựu thần nhà Lê phải chạy vào Thanh Hóa. Vào năm 1533, Nguyễn Kim, một cựu thần nhà Lê, đã tập hợp lực lượng ở Thanh Hóa, lập một người họ Lê lên làm vua, chuẩn bị ra Bắc đánh nhà Mạc. Sử cũ gọi đây là Nam Triều. Nguyễn Kim kéo quân ra Bắc, lấy danh nghĩa là Phù Lê Diệt Mạc. Sử cũ gọi là Chiến tranh Nam Bắc Triều. Nam Triều đánh nhau với Bắc Triều liên miên, dài dẳng hơn 50 năm. Cuối cùng, nhà Mạc bị lật đổ, phải bỏ Thăng Long, chạy lên Cao Bằng. Ngay đầu triều đại, Nguyễn Bình Khiêm đã dùng tài lý số của mình để cứu vãn cho triều nhà Mạc tồn tại được một thời gian khá dài. Lý do nhà Mạc lựa chọn Cao Bằng để đến là vì lời khuyên của Nguyễn Bình Khiêm. Khi nhà Mạc sắp bị lật đổ, vua cho người đến hỏi ý kiến Nguyễn Bình Khiêm. Khi đó, ông đã đưa ra một câu sấm: Cao Bằng tằng tại, tam đại tồn cô. Nghĩa là nếu lên vùng Cao Bằng thì nhà Mạc sẽ tồn tại được thêm 3 đời nữa. Và câu nói nữa là: Cao Bằng tuy thiện, khả diên số thể. Nghĩa là Cao Bằng tuy nhỏ, có thể giữ được. Nhà Mạc đã nghe theo lời khuyên của An Nam Lý Số Hữu Trình Tuyền, và quả nhiên đúng như lời sấm ấy, nhà Mạc lên Cao Bằng thì tồn tại được thêm 3 đời vua nữa là Mạc Kính Cung, trị vì từ năm 1593 đến năm 1625, Mạc Kính Khoan, trị vì từ năm 1623 đến năm 1625, Mạc Kính Vũ, trị vì từ năm 1638 đến năm 1677. Như vậy, khi lên Cao Bằng, nhà Mạc tồn tại được thêm hơn 80 năm trong tổng cộng 150 năm tồn tại. 2. Lời tiên tri cho Nguyễn Hoàng vào Nam. Chiến tranh Nam Bắc Triều kết thúc không lâu thì nước ta lại rơi vào một cuộc chiến tranh khác. Vào năm 1545, Nguyễn Kim, người đứng đầu các cựu thần nhà Lê, bị sát hại. Con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Ngay sau khi lên thay, Trịnh Kiểm nổi lòng tham, muốn nắm trọn binh quyền nên đã cho đầu độc giết con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông vào năm 1568. Nguyễn Hoàng là con trai thứ của Nguyễn Kim, thấy anh trai mình bị anh rể sát hại đã lấy làm lo lắng. Khi đó, Nguyễn Hoàng nghe danh Nguyễn Bình Khiêm đã lâu, liền cho người đến tìm Trạng Trình, nhờ ông quân sư. Lúc đó, Nguyễn Bình Khiêm đã 77 tuổi và đang ở ẩn tại Am Bạch Vân. Nguyễn Bình Khiêm rất từ tốn, đưa viên quan mà Nguyễn Hoàng cử đến ra hòn Non Bộ và chỉ tay vào con kiến, đọc một câu sấm: Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân. Câu này có nghĩa là một dải hoành sơn có thể dung thân được. Viên quan thấy vậy hiểu ý, liền về báo lại cho Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng bèn nhờ chị xin với anh rể là Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa từ đéo ngang trở vào. Vì khi đó, vùng Thuận Hóa trở vào vừa xa xôi lại hẻo lánh, nghèo nàn vô cùng, nên Trịnh Kiểm đã đồng ý cho Nguyễn Hoàng vào Nam. Nhờ đó khi vào Nam, Nguyễn Hoàng không chỉ giữ được mạng sống mà còn làm nên cơ nghiệp, đó là dựng nên lực lượng họ Nguyễn ở phương Nam. Được sự ủng hộ của người dân Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng dần dần tập hợp lực lượng để ra đánh họ Trịnh ở phía Bắc. Sau nhiều năm đấu tranh trên các mặt ngoại giao, xung đột thì đến năm 1627, chiến tranh giữa hai họ diễn ra thực sự. Trận chiến không phân thắng bại nên đến năm 1672, hai họ đã lấy xâm danh ở Quảng Bình làm giới tuyến tự nhiên. Nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai đảng, đảng trong và đảng ngoài,
Từ đó, ở hai đảng thành lập hai chính quyền cùng tồn tại song song. Đúng theo lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, dòng họ Nguyễn nắm quyền trong một thời gian dài. Tuy có bị đứt đoạn thời Vương Triều Tây Sơn, nhưng nhà Nguyễn sau này do Nguyễn Ánh Gia Long thành lập chính là sự nối tiếp của chúa Nguyễn trước đó. Như vậy, chúng ta thấy Việt Nam có hình dạng chữ S như ngày nay có đóng góp không nhỏ của Nguyễn Bình Khiêm. Sau này, nhà Nguyễn đã đổi câu sấm của Trạng Trình thành Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, nghĩa là một dải Hoành Sơn có thể tồn tại mãi mãi. Với hy vọng tồn tại mãi mãi, nhưng đúng theo lời sấm, nhà Nguyễn tồn tại dài, nhưng cũng chỉ có thể tồn tại đến năm 1945, khi cách mạng tháng 8 thành công. 3. Lời tiên tri giúp chúa Trịnh phò vua Lê để cùng trị nước. Thời kỳ vua Lê chúa Trịnh là một hình thức nhà nước đặc biệt của nước ta thời kỳ phong kiến. Khi Lê Trung Tông mất, lại không có con để nối ngôi, chúa Trịnh có ý định xoán ngôi của nhà Lê nhưng vẫn chưa dám liều lĩnh. Trịnh Kiềm đã cho người đến hỏi ý kiến của Nguyễn Bình Khiêm. Khi viên quan đến trình bày, Trạng Trình không nói gì, chỉ dẫn viên quan ra chùa thắp hương và nói một câu rằng: mấy năm nay mất mùa nên tìm giống cũ mà gieo. Sau đó, Nguyễn Bình Khiêm bảo chú Tiểu ra quét dọn chùa và nói: giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Ý của Nguyễn Bình Khiêm là Trịnh Kiềm vẫn nên giữ làm bề tôi của họ Lê thì hơn. Nghe tin viên quan về báo lại, Trịnh Kiềm liền cho tìm tôn thất họ Lê thuộc chi Lê Trừ, quyết định đưa lên ngôi, khi đó chính là Lê Anh Tông. Họ Trịnh tồn tại đằng sau họ Lê. Họ Lê làm vua, nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay họ Trịnh. Tình trạng này tồn tại khoảng 200 năm, nên người ta thường nói Lê tồn, Trịnh tại. 4. Lời tiên tri đền Trạng Trình bị phá. Vào năm Minh Mạng thứ 14, Nguyễn Công Trứ được vua Minh Mạng cử đi khai hoang ở vùng Hải Dương. Vì Nguyễn Công Trứ thấy muốn phát triển vùng này cần phải đào sông, mà đào sông thì phải phá đền thờ của Nguyễn Bình Khiêm đi. Nguyễn Công Trứ đã cho người phá đền để làm công trường xây dựng sông. Nhưng khi sai người mang bát hương ra, thì Nguyễn Công Trứ nhìn thấy dưới bát hương có một vật gì đó. Tới xem, ông mới biết đó là một tấm bia đá nhỏ, phủ vải điều. Nguyễn Công Trứ lau sạch và đọc được dòng chữ: Minh Mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền phải làm đền, nào ai đụng đến doanh điền nhà bay. Thấy vậy, Công Trứ liền gửi sớ về xin vua bãi bỏ lệnh phá đền. Sau đó, Nguyễn Công Trứ còn xin cho sửa lại đền thờ Nguyễn Bình Khiêm khang trang hơn. Cũng tương tự câu chuyện trên, nhân gian có kể lại câu chuyện có hai bố con ông Khả đi bắt chuột để kiếm sống. Khi đi qua mộ của Trạng Trình đã vô tình làm đổ bia. Dân làng thấy vậy đã bắt cha con nhà Khả đền ba quan tiền mới tha. Khi xem tấm bia thì dân làng thấy dòng chữ: cha con thằng Khả đánh ngã bia tao, làng xóm xôn xao, bắt đền tam quán. Cha con ông Khả chạy về kiếm tiền đền nhưng chỉ được quan tám. Đúng như lời phạt của Trạng Trình, tam quán là quan tám. Câu chuyện này chỉ do nhân dân kể lại nên cũng chưa được xác định. 5. Lời tiên tri cho con cháu trước khi mất. Trước lúc mất, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm có giao cho con cháu một ống tre được sơn son thép vàng rất đẹp. Ống tre ấy được bịt kín hai đầu. Nguyễn Bình Khiêm dặn con cháu, đúng năm tháng ấy, ngày ấy giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan. Ông cũng dặn con cháu không được mở ống ra xem trước thời hạn, và trừ quan tổng đốc ra thì không ai được mở ống. Sau khi Trạng Trình mất, con cháu Trạng Trình rơi vào cảnh đói nghèo, sa sút. Nhưng phải đến đời thứ 7, con cháu mới được rước ống tre mà Nguyễn Bình Khiêm giao cho để đưa lên tổng đốc. Vào ngày đã hẹn, con cháu Trạng Trình mang ống tre đến xin gặp. Quan tổng đốc Hải Dương đang nằm nghỉ trong nhà rất ngạc nhiên nên cho truyền vào. Vừa dứt lời cho truyền, ông tổng đốc đứng dậy ra khỏi giường thì chiếc xà nhà làm bằng gỗ nặng đã bị mọt ăn hỏng rơi ngay xuống chỗ giường ông vừa nằm. Quan tổng đốc mở ống tre ra xem
thì thấy có ghi hai câu thơ: Ngã giải nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần. Nghĩa là cứu người thoát nạn đổ nhà, người nên cứu cháu con ta khỏi nghèo. Từ đó, ông đã giúp đỡ con cháu của Trạng Trình để đền ơn cứu mạng. 6. Lời tiên tri về nhà Tây Sơn. Khi nói về nhà Tây Sơn, Nguyễn Bình Khiêm có những câu thơ sau: Chấn cung xuất nhất, đoài cung vẫn tinh. Nghĩa là mặt trời xuất hiện ở phương đông, sao xa ở phương tây. Theo phân tích thì ý nghĩa của câu nói này là Nguyễn Bình Khiêm muốn nói đến Nguyễn Nhạc, anh cả của ba anh em họ Nguyễn. Lại có câu: Hà thời biện lại vi vương, thử thời bắc tận nam trường xuất bôn. Nghĩa là làm thế nào thời ấy tên biện lại làm vua, lúc ấy bắc phải hết, nam cũng chạy. Hai câu này dự đoán có người làm biện lại, sau sẽ làm vua. Đúng với Nguyễn Nhạc, trước khi xưng vương, Nguyễn Nhạc làm chức biện lại ở huyện Vân Đồn. Nguyễn Nhạc cùng hai em trai mình đã lật đổ tập đoàn Lê Trịnh ở phía Bắc và họ Nguyễn ở phía Nam. Ngoài ra, còn có 6 câu nữa là: Bao giờ trúc mọc qua sông, mặt trời sẽ lại đỏ hồng non Tây. Hai câu này nói đến việc Tôn Sĩ Nghị dẫn quân Thanh sang xâm lược năm 1789. Khi đó, Tôn Sĩ Nghị cho bắc một cây cầu tre ngang sông Hồng. Sau cuộc kháng chiến chống Thanh, Quang Trung được nhà Thanh công nhận và phong chức An Nam Quốc Vương. Đoài cung một sớm đổi thay, chấn cung sao cũng xa ngay chẳng còn. Hai câu này nói đến việc Quang Trung qua đời. Sau khi Quang Trung qua đời, chấn cung, nghĩa là người trên, ở đây là Nguyễn Nhạc, cũng chết. Đầu cha lộn xuống chân con, 14 năm tròn hết số thì thôi. Ý của hai câu này là dự đoán về tên của Quang Trung và con mình, khi đó là Quang Toản, và cũng dự đoán rằng vương triều này chỉ tồn tại được 14 năm. Như vậy, chỉ qua một bài thơ, Nguyễn Bình Khiêm đã có thể khắc họa toàn cảnh một cách chính xác về thời Tây Sơn. Các bạn vừa lắng nghe 6 lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được theo dõi sớm nhất những lời tiên tri khác của Nguyễn Bình Khiêm ở phần 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, ở phần 1 chúng ta đã được tìm hiểu về 6 lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đã để lại cho hậu thế một di sản khá đồ sộ, cả về chữ Hán và chữ Nôm, cả về văn thơ và bia ký. Ngoài những lời tiên tri về thời kỳ phong kiến mà Chân Dung Lịch Sử đã giới thiệu trong video trước, thì còn có một số lời tiên tri về một số sự kiện, nhân vật lịch sử khác như Nguyễn Hữu Trình hay nhà Nguyễn để mất nước vào tay phương Tây. Trong video của ngày hôm nay, mời các bạn cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu những câu sấm truyền nổi bật khác nữa của Nguyễn Bình Khiêm về thế kỷ 20-21. Một, tiên tri về thánh nhân mù mắt. Chuyện kể rằng khi sắp mất, Trạng có ghi vào gia phả dặn con cháu là: Bình sinh ta có một tấm bia đá sẵn và đã sơn kia, khi ta nhắm mắt rồi, chúng bay phải nhớ hễ hạ quan tài xuống phải để tấm bia đá ấy lên nắp, rồi sẽ lấp đất sau. Hễ khi nào có người lạ đến viếng mộ ta mà nói rằng thánh nhân mắt mờ, lập tức mời người ấy về nhà, yêu cầu họ để hướng lại ngôi mộ cho ta. Chúng bay phải nhớ và canh chừng thì không được cải cát. Nếu trái lời ta, dòng dõi về sau sẽ suy đồi lụt bại. Còn cháu Trạng Trình làm theo đúng lời ông dặn. Sau 50 năm, có một người tàu đi qua ngôi mộ của Trạng Trình và nói: Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết lại tự đem để mả thế này. Vậy mà thánh nhân cái gì đâu, hay là thánh nhân mắt mù đấy? Người trong họ nghe thấy vội mời về nhà. Khi biết người này là thầy phong thủy, liền nhờ thầy người tàu đổi hướng mộ. Người này nhận lời nhưng tỏ ra tự đắc: Không cần phải đem đâu xa cả, chỉ đào lên rồi xoay lại và nhích đi một chút là được. Thấy thầy phong thủy nói vậy, con cháu đã tụ họp lại đưa thầy địa lý ra để lại ngôi mộ. Khi đào đến tấm bia đá, ông thầy người tàu thấy lạ. Khi đó lớp sơn đã mục nên ông cho rửa sạch đem lên
thì thấy mấy câu thơ hiện ra rằng: Ngũ thập niên tiền mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quy túc, hậu sinh nhĩ bối ná năng chi, hà vị thánh nhân vô nhĩ mục. Bốn câu trên có nghĩa là: ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dâng đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Lúc đó, người thầy phong thủy giật mình và mới phục trạng trình với tài tiên tri. 2. Lời tiên tri về cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Nguyễn Bình Khiêm viết: Kia kia gió thổi lá rung cây, rung bắc, rung nam, đông tới tây, tan tác kiến kiều an đất nước, xác sơ cổ thụ sạch am mây, lâm giang nổi sóng mù thao cát, hưng địa tràn dâng hóa nước đầy. Một ngựa một yên ai sùng bái, cha con nhà Vĩnh Bảo cho hay. Người đời sau phân tích khổ thơ này ứng với các hoạt động của Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng và người lãnh đạo Nguyễn Thái Học trong khởi nghĩa Yên Bái. Cụ thể như sau: ở Yên Bái, Nguyễn Thị Giang tổ chức bằng cách giả làm người buôn bán và bất bình với cai thiết. Sau đó tổ chức binh đoàn Yên Bái tấn công vào thành Yên Bái của Thiếu tá Lateron đêm 9 tháng 3 năm 1930. Đêm 9 tháng 3 năm 1930, tư lệnh chiến khu 1 gồm Hà Nội, Hà Đông, Kiến An, Hải Phòng là Nguyễn Khắc Nhu tiến đánh Lâm Thao, rồi Phú Thọ, Hưng Hóa, Sơn Tây. Ở huyện Vĩnh Bảo, Trần Quang Diệu cho tiến hành ở Hải Dương, sở tại là Hoàng Gia Mô chết. Vì Trần Quang Diệu quê ở Cổ Am nên sau đó 5 máy bay của Pháp đã đến ném bom triệt hạ làng này. Có người cho rằng hai câu cuối muốn nhắc đến cha con nhà Nguyễn sau này là Vĩnh San, Khải Định và Bảo Đại, hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. 3. Lời tiên tri về chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh thế giới thứ hai. Đoạn thơ của Nguyễn Bình Khiêm như sau: Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đao binh, mã đề dương cước anh hùng trận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Theo câu này có nghĩa là cuối năm Thìn đầu năm Tỵ sẽ khởi đầu có chiến tranh, ứng vào sự kiện từ cuối năm 1976 Thìn đầu năm 1977 Tỵ có cuộc chiến tranh biên giới ở Tây Nam đã rục rịch xuất hiện, tình hình Việt Nam và Campuchia trở nên căng thẳng. Lại có câu mã đề dương cước anh hùng trận, qua đó trận chính Nguyễn Bình Khiêm dự đoán nạn chiến tranh đó phải qua năm Ngọ mới kết thúc. Quả đúng như vậy, phải đến năm Ngọ đầu năm Mùi ta mới diệt được quân diệt chủng Pol Pot và Campuchia được giải phóng. Chính đoạn sấm trên cũng đúng cả với chiến tranh thế giới thứ hai. Cụ thể như sau: chiến tranh thế giới thứ hai khởi đầu từ khi phát xít Đức tấn công Ba Lan, đến năm 1940 chiến tranh bắt đầu rục rịch cuối năm Thìn Long Vĩ khởi đầu chiến tranh, và đến năm 1941 đầu năm Tỵ, xà đầu, Hitler tấn công Liên Xô. Qua cuối năm 1942, giữa năm 1943, mã đề dương cước, thì đến năm 1944-1945, thân dậu niên lai kiến Thái Bình mới qua khỏi nạn chiến tranh. Cục diện thứ hai là cuộc chiến tranh Iraq cũng xảy ra vào cuối năm Thìn 2000, đầu năm Tỵ 2001, rồi kéo dài đến hết năm Thân Dậu mới ổn. 4. Lời tiên tri về cách mạng tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8, một trong những sự kiện trọng đại của lịch sử Việt Nam, cũng được trạng trình tiên tri trong câu thơ: Đầu thu gà gáy xôn xao, trăng xưa sáng tỏ soi vào Thăng Long. Đầu thu là tháng 7 âm lịch, tháng 8 dương. Gà là năm Dậu, năm 1945 chính là năm Ất Dậu. Gà gáy xôn xao là muốn nói đến một sự kiện lớn, trọng đại. Như con gà gáy gọi người tỉnh dậy thì sự kiện ấy sẽ làm thức tỉnh muôn người. Ở câu thứ hai, trăng xưa theo chữ Hán là cổ nguyệt ghép lại thành chữ Hồ trong Hồ Chí Minh. Sáng tỏ soi vào Thăng Long là muốn nhắc đến sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
5. Lời tiên tri về vận nước sau 500 năm. Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm viết rằng: Hồng Lam ngũ bách nghinh thiên hạ, Hưng Tổ diên trường ức vạn xuân. Câu này có nghĩa là đất nước Hồng Lam này sau ta 500 năm sẽ đến những mùa xuân hưng thịnh vĩnh viễn. Thực tế rằng đúng 500 năm sau là năm 1991, đất nước ta bước sang một giai đoạn mới. Bởi trước đó là năm 1986, nước ta tiến hành đổi mới, nhưng đến năm 91 mới có sự chuyển biến mạnh mẽ. 6. Lời tiên tri về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Trạng trình có đoạn thơ sau: Cửu cửu càn khôn dĩ định, thanh minh thời tiết hoa tàn, trực đáo dương đầu mã vĩ, hồ binh bát vạn nhập Tràng An. Trong đó, cửu cửu là 81, khoảng thời gian từ khi triều đình Huế ký vào văn bản hòa ước với thực dân Pháp cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi theo càn khôn dĩ định hay quy luật đất trời. Thanh minh là tháng 3, hoa tàn là giặc thất bại, trực đáo là thẳng tiến, dương đầu là nhắc đến đầu năm con dê 1955, mã vĩ là cuối năm con ngựa 1954, ở câu cuối nhắc đến 8 vạn quân vào tiếp quản thủ đô. 7. Lời tiên tri về Tiên Lãng và con sông Hàn. Ông có câu thơ rằng: Bao giờ Tiên Lãng xẻ đôi, sông Hàn nối lại thì tôi lại về. Đúng vậy, năm 1991, Tiên Lãng Hải Phòng bị chia đôi để đào con sông làm kênh thủy lợi. Cùng năm đó, có cây cầu được xây dựng nối sông Hàn từ quê Vĩnh Bảo của ông sang Thái Bình. Và cũng từ năm đó, tên tuổi của Nguyễn Bình Khiêm như sống lại khi lễ kỷ niệm 500 năm ngày sinh của ông được tổ chức long trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. 8. Lời tiên tri về Biển Đông, phải giữ được Biển Đông. Như chúng ta đã biết ở phần 1, Nguyễn Bình Khiêm đã khuyên Nguyễn Hoàng về phía Nam để dựng cơ nghiệp. Theo đó, các chúa Nguyễn đã dần dần mở rộng, khai hoang, mở mang đất nước có hình chữ S như ngày hôm nay. Khi nhắc đến Biển Đông, cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm có câu sau: Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Hay trong Bạch Vân Am thi tập, ông cũng viết một bài thơ là Cự Ngao Đới Sơn với nội dung như sau: Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh, cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh, đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực, trước cước trào vô quyền địa thanh, vạn lý đông minh quy bà ác, ức niên nam cực điện long bình, ngã kim dục triển phù nguy lực, vãn khước quan hà cự đế thành. Dịch nghĩa là: Con rùa lớn đội núi, nước biếc ngâm núi tiên trong tận đáy, con rùa lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra, ngòi đầu lên đá có sức vã trời, bấm chân xuống sóng cuồn cuộn không dội tiếng vào đất, biển đông vạn dặm đưa về nắm trong bàn tay, muôn năm cõi nam đặt vững cảnh trị bình, ta này muốn thi thố sức phủ nguy, lấy lại quan hà thành xưa của nhà vua. Bài thơ này được viết cách đây 500 năm mà vẫn ứng với thực tiễn ngày nay. Cả bài thơ đọng lại dự báo biển đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Đây là một lời dự đoán, cũng là một lời dặn của ông cho thế hệ sau. Thực tế chúng ta thấy rằng vấn đề Biển Đông hiện nay đang rất nóng. Trung Quốc muốn bá chiếm Biển Đông, nào là đưa giàn khoan, nào là bản đồ lưỡi bò, ngang ngược, tàn bạo. Nói đến giang tay là chúng ta sẽ phải làm chủ Biển Đông, kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình, kiên quyết chống lại sự xâm lăng. Nước ta cần phải làm chủ được Biển Đông. Làm được như vậy thì muôn đời cõi trời, đất nước Nam này sẽ vững vàng trong cảnh thanh bình. Một số lời tiên tri khác của Nguyễn Bình Khiêm. 1. Tiền ma bạc quỷ trao tay, đồ môn nghệ thái dẫy đầy can qua. Theo nhiều ý kiến, đây là hai câu thơ nói về việc Pháp đã thu số bạc dùng trao đổi để phát hành ra tiền giấy. Điều này khiến cho nhân dân điêu đứng và khởi nghĩa nổ ra, Đô Lương, Hóc Môn, Nghệ An và Thái Nguyên. 2. Ba con đổi lấy một cha, làm cho thiên hạ xót xa vì tiền. Theo phân tích hai câu thơ thì vào những năm 30 của thế kỷ 20, khi đó
đang là triều nhà Nguyễn, Pháp đã chủ trương ra đồng tiền Bảo Đại thay dần đồng Khải Định. Theo đó, 3 đồng Khải Định bằng 1 đồng Bảo Đại. Điều này khiến nhân dân điêu đứng. 3. Nước đi leo lẻo đổ về Tây, nhị hỏa xưng vương cũng có ngày. Dê vẫn hai đuôi mừng ngựa đến, hoàng thành trơ trụi cỏ cùng cây. Đông A nhập xuất khôn cung thịnh, Tý khởi hầu mình sự bất thành. Hổ khiếu chỉ kinh thiên hạ nội, thỏ lai nhất mộc dị tường trình. Câu sấm này được giải thích như sau. Nước di là thủy khứ, ghép lại thành chữ Pháp. Nhị hỏa hai chữ hỏa và chữ vương ghép lại thành chữ diệm. Hai chữ dương, dê thêm hai đuôi là chữ Mỹ. Mỹ đến vào năm Ngọ 1954. Kinh thành Huế bấy giờ hoang tàn vì Bảo Đại bị phế truất. Đông A ghép lại thành họ Trần. Khôn cung chỉ về người đàn bà Trần Lệ Xuân. Tý nhắc đến năm Tý 1960, ngày 23 tháng 9 âm lịch, tức ngày 11 tháng 11 năm 1960, có cuộc đảo chính của Nguyễn Chánh Thi bị thất bại. Hổ là năm Dần, tức nói đến sự kiện ngày 23 tháng 2 năm 1962, tháng Giêng âm lịch, hai máy bay bỏ bom Dinh Độc Lập. Tiếp theo là ba chữ Nhất Mộc Dị ghép lại thành họ Dương, nhắc đến Dương Văn Minh với cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm diễn ra ngày 1 tháng 11 năm 1963, lật đổ Ngô Đình Diệm. 4. Giai thoại đăng trên báo Quan hệ Quốc tế số tháng 8 năm 1991 có đăng và giải thích đoạn thơ sau. Tướng thần hệ xuất y, chu, thức cơ phục kiến đường ngu thị thành, hiệu xưng thiên hạ thái bình, đông tây vô sự, nam thành quốc gia. Được phân tích rằng, vào thời điểm năm 1991, có những người giỏi giang ra làm việc nước như thời Nhiêu Thuấn đã đưa đất nước Việt Nam dần trở thành một quốc gia đáng kể. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta thấy rằng có những câu sấm là có thật, nhưng cũng có những câu sấm là do những người đời sau thêu dệt lên vì các mục đích khác nhau. Nhưng chúng ta có thể khẳng định được rằng Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm là một nhà nho thấu hiểu thời cuộc, tinh thông lý số cũng như kinh dịch, nhưng chỉ ở mức cao siêu là nhận xét, dự báo sát tình thế lúc bấy giờ. Còn về nhiều câu tiên tri được kể lại thì cần xem xét và đánh giá lại. Còn một điều nữa không phải ai cũng biết, đó là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm chính là người đã nhắc đến cái tên Việt Nam đầu tiên. Như nhiều người vẫn biết và cho rằng, Nguyễn Ánh Gia Long là người đầu tiên nhắc đến cụm từ Việt Nam. Bản thân ông cũng xin phong kiến phương Bắc là nhà Thanh cho đổi tên nước là Việt Nam nhưng không được. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về nguồn gốc tên Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng người đầu tiên nhắc đến cụm từ Việt Nam là Nguyễn Bình Khiêm. Theo họ, trong các sáng tác của mình, Nguyễn Bình Khiêm đã có ít nhất 4 lần nhắc đến cụm từ Việt Nam. Hiện nay, tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm vẫn còn lưu giữ các bản viết tay, tài liệu cổ về Nguyễn Bình Khiêm có sử dụng và nhắc đến danh xưng Việt Nam. Đầu tiên, Nguyễn Bình Khiêm sử dụng ở ngay phần đầu của cuốn Sấm Ký với tựa đề Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ. Tên gọi Việt Nam đã được nhắc đến trong câu Việt Nam khởi tổ xây nền. Tác phẩm thứ hai Trạng Trình nhắc đến danh xưng Việt Nam là trong bài thơ chữ Hán của ông có tựa đề Việt Nam Sơn Hà Hải Động Thưởng Vịnh, nghĩa là vịnh về non sông đất nước Việt Nam. Tên gọi Việt Nam cũng được ông nhắc đến khi Nguyễn Bình Khiêm gửi Bạch Vân Am thi tập cho hai người bạn thân. Ở bài thứ nhất, Nguyễn Bình Khiêm gửi cho Trạng Nguyên thư quốc công Nguyễn Thiến. Theo đó có viết: Tiền trình vĩ đại quân tu ký, thủy thị phương danh trọng Việt Nam. Nghĩa là tiền đề rộng lớn ông nên ghi nhớ, ai sẽ là kẻ có tiếng thơm được coi trọng ở Việt Nam. Ở bài thứ hai, Nguyễn Bình Khiêm gửi cho Trạng Nguyên Tô Khê Hầu Giáp Hải. Ở hai câu cuối, Trạng Trình có nhắc đến hai chữ Việt Nam như sau: Tuệ tinh cộng ngưỡng quang mang tại, tiền hậu quang huy chiếu Việt Nam. Nghĩa là cùng ngửa trông ngôi sao sáng trên bầu trời, trước sau soi ánh sáng rực rỡ vào nước Việt Nam. Như vậy, khi nhắc về những câu sấm truyền của nhà tiên tri số 1 Việt Nam Nguyễn Bình Khiêm, chúng ta vẫn cần phải đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu trả lời được hết, chúng ta mới có thể khẳng định một cách chắc chắn.
Còn không, tất cả cũng chỉ là dự đoán. Câu hỏi đầu tiên, nguồn gốc quyển sấm ký ở đâu ra? Ai tìm ra quyển sấm ký đó? Và người đó tìm ra từ khi nào? Câu hỏi tiếp theo, những câu nào là do chính Nguyễn Bỉnh Khiêm viết? Còn những câu nào là do người đời sau thêm vào? Những câu nào có thật? Những câu nào do nhân dân thêu dệt để tô thêm tài năng của ông? Lại hỏi xem có rất nhiều bản, vậy bản nào là bản cũ nhất? Đâu là bản gốc? Trong nội dung các câu sấm có ghi các năm Tý, Sửu, Dần, Mão. 12 con giáp này năm nào cũng có, mỗi năm lập lại một lần nên rất khó xác định được. Về giải thích các câu sấm truyền cũng chỉ được giải thích theo tính chủ quan, không thể khẳng định được. Chính vì vậy, về mặt khoa học thì đây là một vấn đề cần phải tìm hiểu thêm một cách đầy đủ hơn để có thể tìm ra sự thật. Và điều đó thì rất cần sự nghiên cứu của các nhà nghiên cứu. Đúng như Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết, bí truyền cho con cháu, dành hậu thế xem chơi. Và Nguyễn Bỉnh Khiêm thật là người trên trời hiểu thiên văn, dưới đất tường địa lý, ở giữa hiểu con người. Các bạn vừa lắng nghe nhà tiên tri số 1 Việt Nam Nguyễn Bỉnh Khiêm phần 2. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.